Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi 30 biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước về tội nhận hối lộ Số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong kết luận có đề cập tới người đã tố giác hành vi của bà Nhàn, đó là ông Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB, người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận, ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bị can Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà Nhàn từ trước khi khởi tố vụ án hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra làm rõ vụ án. Do vậy, cơ quan điều tra căn cứ theo đúng quy định của pháp luật Nghị quyết số 03 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Văn về tội đưa hối lộ. Đối với ông Nguyễn Nam Tuấn lái xe cho ông Văn, là người tiếp nhận các thùng xốp từ SCB và đi cùng ông Văn đến nhà riêng đưa cho nhàn. Theo cơ quan điều tra, ông Tuấn không biết trong thùng đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận. Ngoài ra, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Văn nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với Nguyễn Nam Tuấn. Đối với Đinh Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị SCB, cơ quan điều tra cho biết bị can đã bỏ trốn, xuất cảnh đi nước ngoài nên đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Thành về tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Sau khi bắt được bị can, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả điều tra từ Bộ Công an xác định, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 118 tỷ đồng để bao che bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB. Về việc nhận tiền từ SCB, theo công an thành phố Hồ Chí Minh, cựu cục trưởng khai, trong thời gian thanh tra tại ngân hàng SCB, nhà đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị, Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc và Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn. Tổng số tiền đã nhận là 5,2 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, giữa cuối tháng 3 năm 2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của Nhàn tại trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, số 25 Lý Thường Kiệt Hà Nội, đưa cho Nhàn là một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 đô la Mỹ. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra xin ý kiến của các bộ ngành liên quan và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại ngân hàng SCB. Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền đô la Mỹ, có một lần nhận thùng xốp đựng 1 triệu đô la Mỹ và hai lần nhận thùng xốp đựng 2 triệu đô la Mỹ đến nhà nhàn tại khu đô thị Mandarin, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, Nhàn hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì? Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn Nhàn vì Nhàn đã giúp đỡ và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra. Sau đó, Nhàn lấy tiền cho vào thùng khác cất giấu trong phòng ngủ riêng tại nhà chứ chưa sử dụng vào việc gì. Đến khoảng tháng 12 năm 2022, Nhàn đã chia số tiền này mang 2,6 triệu đô la Mỹ gửi nhờ tại nhà họ hàng của chồng Nhàn ở thành phố Nam Định. Số tiền còn lại Nhàn cho vào thùng sắt khóa lại mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ với Nhàn ở cùng khu đô thị Mandarin Trung Hòa Cầu Giới Hà Nội gửi nhờ trong tủ ở phòng ngủ. Nhàn khẳng định những người nhận tiền của Nhàn nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn cũng tuyệt đối không nói gì. Sau này, khi làm việc với cơ quan điều tra, một người bà con của Nhàn đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền do Nhàn gửi, số tiền thu được là 3 triệu đô la Mỹ. Còn số tiền 2,6 triệu đô la Mỹ mà Nhàn đem gửi ở Nam Định, vợ chồng người họ hàng bên chồng Nhàn đã mượn 1,4 triệu đô la Mỹ đi mua một mảnh đất rộng hơn 300 mét vuông tại thành phố Nam Định và mở 10 thẻ tiết kiệm. Những người này đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu đô la Mỹ, 10 thẻ tiết kiệm và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau đó đã nộp thêm 600.000 đô la Mỹ vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho Đỗ Thị Nhàn. Nhàn cũng khai có nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến nhận. Thông tin từ C03 cho biết, quá trình điều tra, bà Nhàn đã thừa nhận hành vi của mình, thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án và đã nộp lại toàn bộ 5,2 triệu đô la Mỹ đã nhận hối lộ. Ngoài ra, bà Nhàn phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích trong quá trình công tác nên C03 đề nghị xem xét cho bị can này trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, có 41 cá nhân là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước. Theo kết luận điều tra, quá trình hoạt động, Ngân hàng SCB thường xuyên bị kiểm tra, giám sát, thanh kiểm tra tình hình hoạt động để không bị phát hiện, xử lý các hành vi sai phạm do mình và đồng phạm gây ra, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của ngân hàng SCB, mua chuộc cán bộ, lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Bà Lan còn chỉ đạo mua chuộc lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại ngân hàng SCB để bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo không trung thực, không đầy đủ với cơ quan chức năng. Bộ Công an xác định khi thanh tra tại ngân hàng SCB, Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước, đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan, lãnh đạo Ngân hàng SCB. Bà Đỗ Thị Nhàn 4 lần nhận hối lộ tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 118 tỷ đồng, để bao che bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và SCB. Ngoài bà Nhàn, người có chức vụ cao nhất trong Ngân hàng Nhà nước liên quan vụ án là Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Ông ta là người ký văn bản giao Đỗ Thị Nhàn làm trưởng đoàn, thanh tra ngân hàng SCB. Ông Hưng sau đó chỉ đạo cấp dưới và đoàn thanh tra bao che sai phạm của SCB, không làm theo chỉ đạo của chính phủ, dẫn tới ngân hàng nhà nước và chính phủ không đủ thông tin, tài liệu để xử lý sai phạm của nhà băng này. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Văn Hưng nhiều lần nhận tiền từ SCB, tổng số tiền là 390.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 8,7 tỷ đồng và hiện đã giao nộp toàn bộ. Ông Hưng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Một người khác trong đoàn thanh tra là bị can Nguyễn Văn Thùy, cựu phó ban kiểm tra của một ngân hàng kiêm phó trưởng ban giám sát tài chính quốc gia. Ông này đã 6 lần nhận tổng cộng 21.000 đô la Mỹ, 60 triệu đồng cùng nhiều quà tặng là áo sơ mi, áo phông, yến từ SCB để bao che sai phạm của ngân hàng này. Hầu hết trong số 20 thành viên đoàn thanh tra SCB của năm 2018 đều nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng này. Có 7 người được cơ quan điều tra xác định là thứ yếu, làm việc theo chỉ đạo nên không xử lý hình sự. Ngoài các bị can thuộc cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều tra còn cáo buộc 4 cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận từ 470 triệu đồng đến 1,8 tỷ đồng để bao che sai phạm cho Trương Mỹ Lan. Việc này gây hậu quả đặc biệt lớn khi riêng dư nợ tại SCB của các tổ chức cá nhân liên quan bà Lan đã lên tới hơn 677.286 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 11 người là thành viên tổ giám sát các giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2022 cũng nhận quà của SCB trong các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, họ đã chủ động khai báo, giúp tiến hành điều tra và trả lại quà nên không bị xử lý hình sự. Ông Tô Duy Lâm, cựu giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bị cơ quan điều tra xác định là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, quản lý ngân hàng SCB. Ông Lâm tuy không nhận tiền, chỉnh sửa báo cáo liên quan nhà băng này nhưng vẫn có trách nhiệm trong quản lý với việc để xảy ra sai phạm của cấp dưới. Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự ông Lâm nhưng cho rằng cần xử lý nghiêm về mặt Đảng, chính quyền.